Thưa quý vị và các bạn, từ khi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt đời sống của người dân. Các hoạt động kinh doanh, buôn bán dường như ngừng lại. Toàn tỉnh tập trung toàn lực để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Không nằm ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, khách sạn cũng rơi vào trạng thái đóng băng, thậm chí có nơi đã tạm dừng kinh doanh để phòng dịch bệnh. Từ khi tỉnh Bạc Liêu chính thức có ca nhiễm bệnh đầu tiên, khu du lịch Hồ Nam đã tạm đóng cửa. Đại diện Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hồ Nam cho biết, mặc dù việc tạm ngưng hoạt động sẽ gây thất thoát không nhỏ đến doanh thu của công ty, song công ty vẫn đưa ra quyết định trên vì lợi ích chung của cộng đồng và góp phần cùng với tỉnh Bạc Liêu ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng. Mặc dù tạm ngưng hoạt động, nhưng số lao động vẫn được duy trì. Thời gian tạm ngưng hoạt động kinh doanh, công ty tập trung vào hoạt động duy tu sửa chữa các hạng mục của khu du lịch để sẵn sàng mở cửa trở lại khi tình hình dịch bệnh ổn định. Phòng chống dịch COVID-19 ở Hồ Nam cảm thấy là không an toàn. Hay là không an toàn chung cho cán bộ công viên và không an toàn những du khách đến đây và tình hình chung của tỉnh. Nên Hồ Nam là xin ý kiến ủy ban là tạm thời đóng cửa. Thì khi nào có chủ trương mới thì mình sẽ tiếp tục mở cửa trở lại để tình hình nó ổn. Chị Lan Phương giám đốc xã Văn Hóa có vận động là mình đăng ký để tiêm ngừa vaccine cho toàn bộ cán bộ công viên của Hồ Nam. Thì mình cũng có ủng hộ chi phí để tỉnh nhập cái vaccine về, khi có vaccine về thì mình sẽ chích ngừa, tiêm ngừa toàn bộ cho cán bộ viên của Hồ Nam. Duy trì hoạt động trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay là quyết định khá mạo hiểm đối với khách sạn Trần Dinh. Tuy nhiên, khách sạn đã nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh, tuân thủ các quy định phòng chống dịch trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách lưu trú cũng như nhân viên làm việc tại đây. Lượng khách mà đến khách sạn của em thì đã giảm rất là nhiều so với trước khi mà có dịch. Thì hiện tại chỉ còn một lượng ít khách là hiện tại vẫn còn lưu trú ở đây, thì do là khách đó công tác dài hạn ở Bạc Liêu thôi. Thì mặc dù là bên em vẫn hoạt động trong thời kỳ mà có dịch phức tạp, thì khách sạn luôn là đề cao vấn đề là phòng chống dịch. Ví dụ như mà khi khách ra vào khách sạn thì bên em sẽ yêu cầu khách mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Rồi song song đó thì trong môi trường công sở thì mọi người phải giữ khoảng cách khi mà giao tiếp với nhau, và nhân viên cũng sẽ giữ khoảng cách khi giao tiếp với khách. Rồi về vấn đề dọn phòng và vệ sinh công cộng á, thì bên em sẽ đẩy cao cái vấn đề vệ sinh, là có nghĩa là sử dụng cồn để mà sát khuẩn các khu vực mà khách hay đi lại. Không chỉ riêng hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn bị ảnh hưởng do dịch bệnh, mà mọi hoạt động khác như vui chơi giải trí cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù vậy, vì mục đích chung của cộng đồng là chung tay đẩy lùi dịch bệnh, nên hơn bao giờ hết, mọi người, mọi nhà, mọi lĩnh vực đều chung sức, chung lòng và đóng góp sức mình để dịch bệnh không là nỗi ám ảnh của mọi người.